Thế nào là quán nội thân như thân, quán ngoại thân như thân? Nhà sư trích dẫn giải thích từ kinh nào? Thưa với quý vị đó, cái bài kinh Đại Niệm Xứ, cái chuyện quán nội thân và quán ngoại thân á, nó là như thế này. Như vậy, này thuộc Trung Bộ nha, kinh Đại Niệm Xứ Trung Bộ. Như vậy, vị ấy sống tùy quán thân trên thân ở trong của mình. À, thôi để sư mở cái trang đó ra đi để cái này là bản dịch của sư Thiện Hảo. Đây. Nè, như vậy vị ấy sống tùy quán thân trên thân ở trong của mình, hoặc sống tùy quán thân trên thân ở ngoài của chúng sanh khác, hoặc sống quán thân trên thân ở cả trong lẫn ngoài của mình và chúng sanh khác, hoặc vị ấy sống tùy quán các pháp sanh khởi trong thân, hoặc sống tùy quán các pháp hoại diệt trong thân, hoặc sống tùy quán các pháp sanh khởi và hoại diệt trong thân, hoặc vị ấy có niệm là có thân đây, được an trú đến mức chỉ còn tuệ và niệm, vị ấy không y cứ, không bám chấp bất cứ thứ gì trên đời. Này các tỳ khưu, cùng với cách như vậy, vị tỳ khưu sống tùy quán thân trên thân. Sư trích dẫn để cho quý vị thấy là nó nằm ở trong bài kinh nào. Còn cụ thể thực hành như thế nào á, thì sắp tới có khóa thiền 10 ngày, sư mong là quý vị tham gia và quý vị sẽ biết. Chứ còn mà cái việc hành thiền á, sư ngán dạy online lắm, sư nói thiệt á. Dạy online á, sư nói 10 không biết người ta có nắm được một hay không, tại vì mình nói qua cái màn hình á, mình không biết người ta có nắm hay không, rồi mình không biết người ta thực hành như thế nào, rồi người ta hiểu có đúng hay là không, nó đủ thứ trên trời dưới đất hết. Đó. Cho nên là sư không có hướng dẫn thiền online, mà quý vị muốn hiểu cái này á, quý vị phải thực hành. Chứ còn mình không thực hành á, là mình không hiểu được. Còn cái câu thứ hai đó,